Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Mod Game. Thì hôm nay đến với kênh Mod Game, mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái game cũng khá là thú vị nha các bạn. Cái game này rất là hot nha. Cái game này là clashofclans. Đó, không biết tiếng Anh mình dở lắm, không biết đọc có đúng hay không. Đó, nhưng mà mình thấy game này thú vị nên chia sẻ cho các bạn cùng chơi. Đặc biệt là cái game này đã được hack rồi nha các bạn. Hack tiền, hack kim cương, hack dầu full rồi. Mở khóa lính cũng full rồi. Đó, mặc sức các bạn mua, các bạn chiến đấu. Nhưng mà một điều các bạn phải biết là các bạn càng mạnh thì các bạn sẽ chiến đấu với đối thủ càng mạnh. Đó, chứ không phải lúc nào bạn full tiền, bạn full dầu, bạn full kim cương thì bạn sẽ thắng đâu nha. Phải sử dụng trí tuệ nữa ha. Đó, chứ không phải là bạn có tất cả, có tiền là có tất cả đâu. Đó, thì coi trong cái clip đi các bạn sẽ biết. Ban đầu thì mình đánh đầu thắng đó, nhưng mà cuối cùng mình đầu tư lính sai một cái, đi đánh cái là thua liền. Đó, thì game này thú vị lắm, hot lắm đó các bạn, chứ không phải không hot đâu. Và có chơi online nha, chứ không phải offline đâu nha các bạn. Game này không có mạng là không có vô chơi được á. Thì các bạn nếu mà thấy game này thú vị hay, hãy cho mình một like nha các bạn. Đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục ra những cái game hấp dẫn hơn để gửi đến các bạn. Chúc các bạn có một buổi chơi game thật là vui vẻ nha. Let's go.
myself, I might catch a murder on my clock, in this cop mask on my face, hesitate to give me some, I might catch a murder.